một chiều đông khi tiết trời se lạnh, ngồi bên em anh vào mấy cung đàn, tay nắm phim so dây giọng ai quán nào nùng làm rung động trái tim người cô phụ. Nhớ không anh khi xưa anh vào mấy cung đàn, tiếng đàn chiều lòng chưa kịp tỏ phân, nhìn mắt em anh lo lắng hỏi rằng chuyện cớ nào hãy nói anh nghe để anh chia sẻ nỗi niềm vô ngõ bụi hay dở dang. Anh nói nếu tiếng đàn xưa không to trùng phim lạc thì giọng hát của người thiếu phụ ngày xưa đâu tắt nghẹn tình yêu.
để an ủi lòng ta. Chứ đâu trên đây có bưởi bọc trắng gió. Cũng vì nắng chữ yêu đương cho đi mà không đòi nhân lại. Bởi qua tình anh non bẻ bàn ngang trái, biết trách ai đây khi lỡ mối duyên tình. Dù bây giờ mỗi đứa mỗi nơi, mình xa nhau ngần ấy thời gian, mà một tin nhắn đổi trao cũng đành dâng bật. Đêm thời gian mà cõi lòng hiểu hắn, nhìn chiếc đàn xưa nghe chùa xót não nề. Chiều nay sầu đoan đoan, một tin nhắn gửi về từ người bạn phương xa. Anh ấy bây giờ đã vĩnh viễn ra đi, vì nắng nở suy tư cùng nàng ca sĩ. Bởi trên đời đều có dây có trà, cô ấy đã dứt tình khi mới thành dân. Lòng lại mang thêm chân bên trầm kha, nên cuộc sống thế gian anh đành gắng bỏ lại. Đêm buồn xuống lòng nghe tê tái, nước mắt rơi mặn đắng môi mình. Cắn chặt môi không bật thành tiếng khóc, nhưng trong lòng vẫn quặn thắt từng con.